Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 13 tháng 10 năm 2020 và bây giờ thì cũng là gần 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh này. Này các bạn nhớ search là tìm là triệu phú TV nhá, TV này đấy. Các bạn đăng ký kênh này, đăng ký kênh của mình đấy. Bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ, thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn tiếp tiền. Đây rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ cho các bạn lựa chọn nhá. Đấy, các bạn search vào tầm độ 2-3 ngày trước thôi, nhưng mà những ngày lâu quá thì mình cũng bán hết rồi nhá. Đấy, các bạn nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình các bạn nhé. Thì vào buổi tối ngày hôm nay thì bên mình về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nhớ đăng tay đặt hàng cho mình sớm nhất. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được qua hai chiếc Samsung A8 2016. A8 2016 này là hai con này đều là bản Hàn một sim nhé, bản Hàn một sim. Cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Màn hình con A8 2016 này thì là màn hình là 5.5 inch, nhưng mà thiết kế 5.5 inch của ngày xưa thì nó cực kỳ là to và cực kỳ là lớn. Đấy, con A8 2016 này thì hình thức là máy con bên mình con này thì còn đẹp 90 trên 90%. Đấy, con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.600.000 các bạn nhé. Đấy, chỉ với giá là 1.600.000 các bạn đã sở hữu là cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, A8 2016 đấy ạ. Đấy, con này thì hình thức còn rất là đẹp nhé, 90 trên 90%, bên mình đang bán với giá chỉ giá 1.600.000 thôi. Đấy, rất là rẻ. A8 2016 con này là 1.600.000 nhá. Kênh YouTube mình chủ yếu điện thoại cũ giá rẻ cho sinh viên, học sinh và các bạn là lao động phổ thông, nên là các bạn cứ yên tâm mua về sử dụng nhá, với giá cực kỳ là rẻ, ưu đãi nhất. Và con thứ hai ấy cũng là A8 2016 đây, con này thì là cũng hình thức cũng khá là đẹp nhá, cũng vỏ phải còn 90% đấy, nhưng mà cam sau của nó thì hơi bị mờ một chút đấy, cam sau thì hơi kiểu bị đốm mờ một chút nhá. Đây, cam sau thì bị đốm mờ một chút đấy. Này, con này thì là cam sau còn bị đốm mờ một chút đấy. Đấy, con này thì là cam sau bị đốm mờ một chút nhá. Đấy, con A8 2016 này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.200.000 nhé. Đấy, con này thì là 1.200.000 đấy. Đấy, con này thì là 1.200.000, cực kỳ là rẻ nhé. Nói chung là chụp ảnh thì vẫn bình thường, nó chỉ là hơi bị đốm mờ một chút thôi, đâu các bạn chụp ảnh thì vẫn bình thường các bạn nhé. Đấy, con này thì bên mình đang bán với giá là 1.200.000 con A8 2016 đấy ạ. Đấy, hoặc là về các bạn có thể là đi thay camera được, hết có 100.000 thôi hoặc là hơn 100.000 thôi. Đấy, tội gì đấy, đấy các bạn rẻ hơn rất nhiều. Nói chung là bên mình thì không hay sửa chữa, đâm là các bạn có thể là mua về tự mình bán tình trạng như nào các bạn có thể là mua về và tự sửa chữa thêm nhé các bạn nhé. Đấy, tình trạng con này thì bình thường và con này thì mỗi camera mở, bạn nào về muốn thay thì có thể là tự thay tự nhiên nhé. Đấy, đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2016 này, các bạn có hàng liền sớm nhất, một là qua Zalo, số này mình dùng Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại và đây địa chỉ cửa hàng mình gần, các bạn phải trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình, và ở xa thì bên mình có ship. Và hình thức mua hàng ở xa bên mình rất hình thức, các bạn nào tin tưởng bên mình rồi các bạn để chuyển khoản trước cho mình thì mình sẽ free ship cho bạn, còn các bạn nào mà mua hàng sau ấy, trả sau thì các bạn có thể là cọc trước cho mình phí ship 50k 100k, tùy theo mức giá sản phẩm của bạn nhé, và 200k tùy theo mức giá sản phẩm của bạn nhé. Đấy, và tất cả sản phẩm bên mình thì bảo giá trực tiếp và lỗi đổi một tuần, bảo hành là 6 tháng nên các bạn yên tâm sử dụng nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về thì con sản phẩm là Samsung Note 9. Đấy, Note 9 thì hôm nay nhà mình về, buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được một chiếc màu đen này các bạn nhé. Đấy, Note 9 thì nhà mình còn một chiếc màu đen đấy ạ. Đấy, hình thức con này thì là máy còn 90 trên 90%, con này thì là màu đen bóng các bạn nhé. Note 9 thì là màu đen bóng này. Đấy, hình thức còn 90 trên 90%. Đây, màn đẹp nhé. Đấy, màn con này thì khá là đẹp luôn. Đây, màn đẹp sáng trong suốt luôn các bạn nhé. Đấy, có Note 9 này, Note 9 này thì là siêu phẩm luôn nhé. Lúc mà thời điểm con Note 9 này mới ra ấy thì nó hơn 30 triệu cơ. Đấy, nhưng bây giờ, nhưng mà hôm nay với hiện tại giá ngày hôm nay thì bên mình sẽ thanh lý bạn với giá là chỉ với giá là dưới 7 triệu đồng thôi đấy. Đấy,
các bạn kích hoạt cái bút này thì mấy các bạn đây, kích hoạt bút thích lắm. Này, bắt đầu đấy. Đây. Bút này thì bút bút chụp ảnh của Note 9 ấy thì các bạn có thể là đi xa. Đấy, đây như thế. Mình chưa biết là ở đây đây là có thích ở đây chụp ảnh luôn này. Đây cái chân này quay video sao này. Đây là quay video này. Đấy. Con Note 9 này thì nó có tỷ lệ full màn hình này, nhiều tính năng lắm. Đây các bạn có thể là quay video 4K hay sao ấy. Đây độ phân giải full HD này. Đấy. Đây các bạn có thể là quay video như là QHD nhé, Ultra HD này. Đây mình sẽ vào chế độ Ultra HD này. Kích thước màn hình này. Này, QHD mình sẽ chọn kích thước màn hình này. Đấy. Ui dồi, sắc nét luôn này các bạn. Đấy. Camera là quay con này Note 9 thì nó là camera của nó nhé. Camera của nó là quay video 4K các bạn nhé, quay phim. Con Note 9 là có chức năng là quay video 4K thì các bạn nhìn xem này, quá sắc nét luôn. Đấy. Các bạn quay video 4K nhé, mà thật với các bạn đẹp kinh khủng luôn. Đây. Này, các bạn zoom gần này. Đây. Quay video 4K đấy, đấy các bạn nhìn này, đấy, Note 9 đấy. Đấy, đấy các bạn, Note 9 thì là có chế độ là quay video 4K các bạn nhé, đâm cho hình ảnh video cực kỳ tuyệt vời đấy ạ. Đấy, mình sẽ quay thử một đoạn. Đấy. Đấy, quay video 4K. Hả? Note 9 là quay có cả chức năng quay video 4K. Của nó là hai camera, một đèn flash và một đèn trợ sáng này, vân tay này. Cấu hình con này thì là con Note 9 này bên mình là bản Hàn nhé. Đấy, con Note 9 này bên mình thì là bản Hàn và mình đã lên hai sim hai sóng rồi. Các bạn có thể lên một sim vào mạng, một sim nghe gọi rất ok nhé. Con Note 9 này thì là dung lượng pin của nó là 4000 nhá. Đấy. Dung lượng pin thì là 4000. Màn hình con này là tràn viền 6,4 inch nhá. Đấy, màn hình tràn viền 6,4 inch này. Đấy. Độ phân giải màn hình của nó là 2K cộng. RAM 6GB. Con Note 9 này mình sẽ xem bộ nhớ nhá. Con này là RAM 6GB này. Đấy, RAM 6GB. Con này mình xem. Bộ nhớ con này là bao nhiêu GB nhá? Con này là bộ nhớ trong là 128GB nhá. 128GB các bạn thể tha hồ lưu trữ, nói chung là thoải mái các bạn nhé. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 9 này các bạn hàng lượt sớm nhất. Con Note 9 này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 6.700.000 nhé. Này. Này, con này thì mình hình đẹp còn khá là ok. Đấy, 6.700.000 con Note 9 nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 9 màu đen này các bạn hàng lượt sớm nhất. Bên mình đang bán các bạn giá 6.700.000 cho các bạn nhé. 6.700.000 con Note 9 nhé. Đấy, có cái bút chụp ảnh cực kỳ là tuyệt vời. Các bạn mà live stream hoặc là tặng cho bà xã người yêu thì cực kỳ là tuyệt vời các bạn nhé. Đấy. Đấy, siêu phẩm. Bây giờ chỉ với giá là dưới 7 triệu đồng rất là rẻ các bạn nhé. Note 9 đấy. Và tiếp theo là buổi tối ngày hôm nay thì mình về được hai chiếc A8 2018. Thì là hôm nay thì mình về được hai con. Một con màu xanh và một con màu màu vàng gold nhé. Một con màu xanh và một con màu gold. Hai con Note 9 này, hai con này thì là đều là bản Hàn, một sim nhé. À sorry các bạn, hai con A8 2018 này, hai con này đều là bản Hàn, một sim. A8 2018 bên mình thì là máy còn đẹp 90 trên 90%. Hai con này thì là máy còn zin nguyên áp suất nhé. Đấy, hai con này thì là máy còn zin nguyên áp suất. Bản Hàn này có thể lên được hai sim. Các bạn có thể là thích hai sim, các bạn có thể là về lên hai sim được nhé. Đấy. Bản Hàn có thể lên được hai sim, các bạn muốn hay dùng hai sim các bạn phải là về lên hai sim nhé. Hai con này đều là máy còn zin nguyên áp suất, các bạn đi mưa đi gió thì cực kỳ là ok, hoặc là các bạn làm ở vùng xa mà các bạn làm ở biển ấy mà các bạn dùng những sản phẩm mà Samsung A8 2018 này thì các bạn có thể là có tính năng kháng nước, các bạn mà chẳng may bạn nước vào thì nó có đỡ hơn nhé, đỡ hơn những dòng điện thoại khác. Đấy. Còn A8 2018 này thì là cấu hình là gì nhỉ? Hai con này thì là RAM 4GB nhé. Hai con này là đều là bản RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB.
Màn hình con này là màn hình của nó là màn hình AMOLED 5,6 inch, của nó là Full HD cộng nhé. Màn hình của nó là Full HD cộng, dùng cực kỳ là sướng và sắc nét và nhanh lắm. Nói chung là RAM 4GB, nó thật với các bạn khỏi phải chê luôn này. RAM 4GB nó thật với các bạn, không đâu mà chê được cái RAM 4GB cả. Đấy, RAM 4GB thì quá tuyệt vời luôn. Máy con này đẹp leng keng luôn, hai con này đẹp leng keng luôn này. Đấy, đẹp leng keng, một con màu xanh này. Đấy, một con màu xanh và một con màu gold. Máy con zin áp suất bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.400.000 các bạn nhé. Hai con này đều là bản một sim, các bạn muốn hai sim bạn thể là về lên hai sim được nhé. Nói chung là RAM 4 thì các bạn dùng khỏi chê luôn, nó nhanh lắm. Những sản phẩm mà RAM 4 đời bây giờ không bao giờ bằng những con này luôn. Mình khẳng định với bạn, những con sản phẩm Samsung A8 2018 này nó thật sự bạn dùng quá sướng luôn. Màn hình thì nó nhỏ gọn mà nó không to quá, nó không nhỏ quá, dùng rất là thích nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 các bạn hàng thì sớm nhất nhé. Đấy. Và đây là con Soli EZ. Buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con Soli EZ này nhé. Con Soli EZ này thì là EZ này của Nhật nhé. Đấy, Soli EZ của Nhật. Con này thì là máy con 90/90%. Cấu hình con Soli EZ này là RAM gì nhỉ? Pin của nó là pin 2900, RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Màn hình của nó là 5,2 inch nhé. Màn hình con Soli EZ này là màn hình của nó 5,2 inch. Con này thì bên mình đang bán các bạn giá là 1.550.000. Đấy. Máy màu bạc. Đấy, con Soli EZ này bên mình đang bán bạn giá là 1.550.000. Cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Soli EZ của Nhật này, các bạn nhận hàng thì sớm nhất nhé. Hàng của Nhật thì các bạn khỏi phải chê luôn. Dùng thì quá ok và tuyệt vời các bạn nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con này là con Samsung gì nhỉ? Samsung buổi tối ngày hôm nay mình về được con Samsung gì? Con này Samsung Z7 cộng nhé. Z7 cộng đấy, Samsung Z7 Plus. Đấy, Samsung Z7 Plus. Con này thì là bản công ty, hai sim hai sóng. Cấu hình con Samsung Z7 cộng Plus này thì là con này là RAM gì nhỉ? Con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Đấy, con Samsung Z7 cộng này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Đấy, con Z7 cộng này. Đấy. Đấy. Con này thì là hình thức còn 90%. Con Z7 cộng này hình thức còn 90%. Được cái nó chạy RAM 4. Nó sẽ phải các bạn RAM 4 thì các bạn khỏi chê luôn. Nó nhanh, nói chung nó mượt. Nói chung là RAM 4 thì thật với các bạn quá ok luôn. Đấy, con gì nhỉ? Z7 cộng RAM 4 này. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2 triệu đồng nhé. Đấy, cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong 32GB. Bản công ty, 2 sim 2 sóng nhé. Đấy, 2 camera và 1 đèn flash. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Plus này, các bạn hãy hàng lựa sớm nhất nhé. Đấy, các bạn gần có thể qua trực tiếp bên mình để giao lưu và trao đổi tại cũ mới. Và ở xa thì bên mình có ship nhé. Đây địa chỉ cửa hàng mình đây ạ. Gần các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng mình. Các bạn cứ search Google là cái địa chỉ mình đây sẽ ra luôn các bạn nhé. Hoặc là các bạn lên Google gọi là Văn Phú Mobile sẽ là ra luôn cửa hàng điện thoại nhé. Và tiếp theo ấy là buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con này là Samsung Z7 Prime. Đấy, Z7 Prime đấy ạ. Đấy, Samsung Z7 Prime, con này là bản công ty, 2 sim 2 sóng. Đấy. Z7 Prime, con này là bản công ty 2 sim 2 sóng đấy ạ. Z7 Prime, bản công ty 2 sim 2 sóng. Cấu hình con Samsung Z7 Prime này, con này là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Đấy, màn hình con này thì là bị lem một tí mực ở góc này nhá. Kiểu khách người ta tì mất xuống ấy. Đấy. Con này thì là màn hình bị lem một tí mực đấy thôi. Đấy. Lem một tí mực thôi nhá các bạn nhá. Còn tất cả là máy dùng bình thường. Không lỗi lầm hay ABC gì. Đấy, con Z7 Prime đấy ạ. Màn hình thì là mới lem một tí mực con này. Con này thì mình sẽ thanh lý với giá cực kỳ là rẻ, 1.100.000 các bạn nhé. Đấy, chỉ với giá là 1.100.000 thôi các bạn nhé. Đấy, các bạn sở hữu sản phẩm Samsung Z7 Prime đi ạ. Con này là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, bản công ty, 2 sim 2 sóng. Giá 1.100.000 các bạn nhé. Đấy, giá bên mình thì báo giá trực tiếp, các bạn thích thì các bạn liên hệ trực tiếp mình đặt hàng thôi. Rất là đơn giản, mua hàng bên mình cực kỳ là dễ. Và tiếp theo là buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con này là con Nelford Nelson C5 Blue. Nelson C5 Blue, con này thì là máy mới nhé. Máy mới nguyên hộp phụ kiện. Đấy. Con này thì là máy mới nguyên hộp phụ kiện. Con này thì mình sẽ thanh lý với giá cực kỳ là lợn chết là 700.000 các bạn nhé. Đấy, con này thì là 700.000. Đấy, cấu hình con này thì chắc là vừa phải thôi. Thì hôm nay mình vừa về con này xong.
Đấy, 700k. Con này chắc là RAM 1GB, bộ nhớ trong là 8GB đấy các bạn nhé. Con này có bộ nhớ trong là một RAM 1GB, bộ nhớ trong là 8GB. Con neo sơn C5 Blue này 700k các bạn nhé. Máy mới nguyên hộp phụ kiện nhé. Đây, con này là máy mới nguyên hộp phụ kiện 700k. Màn hình thì con này chắc là hơn 5 inch đấy. Nói chung là dùng cũng được, các bạn mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân hoặc em nhỏ dùng chống cháy cũng ok nhé. 700.000. Nói chung là đồng tiền Việt Nam bây giờ đang mất giá rồi. 700.000 thì các bạn không mua được cái gì nhiều đâu. Đấy, chỉ với giá là 700k về tặng ông bà, bố mẹ, người thân thôi. Rất là tuyệt vời. 700.000 nhá. Con này thì là máy mới nguyên hộp phụ kiện nhá. Nhà mình có mỗi một con này thôi nhá. Bạn nào thích con Nelson C5 Blue này các bạn làm thì sớm nhất nhá. 700k nhá các bạn nhá. Và tiếp gì nhỉ? Và tiếp theo mình sẽ lô giới thiệu này cuối xong. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con này là con Samsung Lot 8 này. Đấy, Samsung Lot 8. Con này là bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Con Lot 8 bản Hàn 2 SIM 2 sóng này thì là cấu hình của nó là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB nhá, con Lot 8 này. Hình thức máy còn 90% con Lot 8 đấy. Thì hôm nay mình vừa mới về được con này xong. Đấy. Đấy, Lot 8. Màn hình con này là màn hình độ phân giải 2K. Cấu hình con này là RAM 4GB. À sorry các bạn, RAM 6GB, bộ nhớ 64GB. Màn hình 6,3 inch tràn viền các bạn nhé. Đấy, con Lot 8 đấy. Lot 8 thì nói chung là dùng cũng ok. RAM 6 các bạn khỏi phải chê luôn nhé. Thì con này thì tình trạng thì là màn hình thì chỉ bị hơi lưu lưu một tí thôi. Gọi hơi lưu lưu một tí bây giờ. Màn hình con này sáng đẹp, chỉ bị lưu một tí tí gì này thôi. Các bạn để ý kỹ thì mới thấy nhé. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 3.900.000 nhé, con Lot 8 này ạ. 3.900.000 con màu xanh này ạ. Đây, máy đẹp như nồi canh luôn. 3.900.000 con Lot 8 này nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lot 8 đấy, các bạn hàng thì sớm nhất nhá. Con này thì là bản Hàn 2 SIM 2 sóng, nên các bạn yên tâm sử dụng ạ. Và tiếp theo là buổi tối ngày hôm nay mình về được 1, 2, 3, 4, 5 con. 5 con này là 5 con Samsung J727 ạ. Đấy, con này là 5 con này Samsung J727 đấy ạ. Đây, đây. À, sorry các bạn, J737 nhá. Hôm nay nhà mình về được 5 con J737 ạ. Cấu hình con J737 thì mình sẽ nói sơ cua qua. Con này thì là RAM của nó là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32GB nhá. Đấy, RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32GB. 5 con này của mình là đều là bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Đấy, 5 con này đấy, 5 con này nhà mình đều là bản Hàn 2 SIM 2 sóng J737 nhá. Đấy, nó như kiểu là J727, nó như kiểu là J4018 ấy. Nhưng mà của Việt Nam mình thì chỉ có 16GB thôi, nhưng mà của Hàn Quốc nó sẽ là 32GB. Đấy, máy Hàn Quốc thì chạy được một SIM các bạn nhá. Đấy, mình sẽ màn hình con này thì là màn hình của nó 5,5 inch. Đây, màn hình thì cực kỳ là to, 5,5 inch. Tại vì màn hình thì nó ngày đời đầu ấy thì nó có hai nút back dùng rất là sướng, và một nút home đa nhiệm này. Đấy, dùng rất ok nhá. Đấy, con J737S. Đây gọi là J737S nhé. Hàng S sẽ nhanh hơn là hàng thường nhé. Đây, J737S. Hàng S sẽ nhanh hơn hàng thường. Tính năng mở khóa thì mình sẽ xem tính năng mở khóa của nó là nhiều tính năng không. À, tính năng của nó thì nó là gì nhỉ? Vuốt này, mẫu hình, pin, mã này. Không dùng vào khuôn mặt nhé. Tính năng mở khóa nó vào khuôn mặt này. Đấy, màn hình thì là 5,5 inch. Rất là to, rất là bự. Đấy, thì mình sẽ thanh lý bạn giá cực kỳ là rẻ thôi. Đấy. Này. Này. Nhà mình thì có ba con này đẹp nhất này, thì ba con này thì là 1.4 triệu nhá. Ba con này thì là đẹp nhất là 1.4 triệu này. Đấy, này, ba con này thì đẹp nhất này, hình thức cũng khá là ok. 1.4 triệu thôi, 1.4 triệu các bạn đã sở hữu là sản phẩm Samsung này. Nói thật với các bạn dùng quá sướng luôn. Điện thoại cũ mà các bạn mua những sản phẩm này thì nói thật với các bạn khỏi phải chê luôn, quá sướng mà nó nhanh, nó mượt lắm. Nói chung là Samsung nó không như cái dòng khác này, thề với các bạn. Con này là thật với các bạn, con này những dòng này nó đơ lòi luôn, nói chung là nó chậm lắm. Samsung nó nhanh hẳn, đây kiểu gì nó vẫn có cái độ lag nhé, mà Samsung trong khi đó nó chỉ hơn 1 triệu thôi. Đây, con này thì máy mới ở cửa, nói chung là đang cửa hàng to ấy. Con Nelson 5 Blue này cửa hàng to thì đang bán 1 triệu đồng đấy, các bạn chỉ thêm 400.000 thôi. Các bạn những sử dụng những sản phẩm này các bạn dùng ngon hơn nhiều luôn, các bạn thật các bạn quá ngon hơn nhiều luôn. Đây, J737S này. Đấy,
1.400.000 nhé. Ba con này là 1.400.000, hình thức khá là ok nhé. 1.400.000 đấy, G777S. Và hai con này thì là mặt lưng thì có hơi xấu một chút, vỏ ngoại hình thì có hơi xấu một chút. Ba con, hai con này thì là 1.300.000 các bạn nhé, rẻ hơn được 100.000. Được cái thì là men zin, màn zin các bạn sử dụng ok. Đấy. Đây con này thì là vỏ kiểu nó dính keo ấy. Đấy. Này thì là vỏ thì nó hơi lồi lõm một tí, xấu một tí. Đấy, không dùng ốp mà. Thì là đây, 1.300.000 nhé. Hai con này thì là 1.300.000 và hai con này thì là một, ba con này thì là 1.400.000 nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung J777S này, các bạn đặt hàng thì sớm nhất, một là qua Zalo, hai các bạn liên hệ trực tiếp cho mình. Và đây địa chỉ gà mình gần, bạn trực tiếp cửa hàng mình. Và thì buổi tối ngày hôm nay thì bên mình về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào ưng là sản phẩm mình, bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp mình đặt hàng. Và bây giờ thì cũng muộn rồi. Và xin chúc bạn xem video mình buổi tối ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy những hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip tối ngày mai các bạn nhé.